Tất cả nhân loại chúng ta cần được biết Cha Trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta. Điều đó cần được nhắc nhở cho đến tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gốc. Kính thưa đồng bào quý mến, tại sao những phép lạ vĩ đại nhất thế kỷ 21 cho đến ngày tận thế, những phép lạ quan trọng nhất mà người Việt Nam chúng ta được nhận lãnh và được mời gọi để thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại trên khắp quả địa cầu được biết gặp? Tại sao không phải là một giống dân khác nhận được những sấm lệnh này trước mà lại là giống dân Việt Nam chúng ta? Điều này, câu trả lời có thể chúng ta dùng câu mà tổ tiên chúng ta đã thường dạy bảo chúng ta là trời kêu ai nấy dạ. Trời chọn ai, đó là quyền của Ngài. Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng đã chọn dân tộc Việt Nam chúng ta để làm gương cho nhân loại là làm thế nào để sống thuận theo ý trời. Nhờ đó mà sẽ được tồn tại, sống đầy ý nghĩa mãi mãi cùng càn khôn. Kính thưa đồng bào, những phép lạ vĩ đại và những sấm lệnh quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế do chính tôi, y sư, thánh giống Trần Hoàng Đại Việt Vương Đạo, công minh bác ái, thiện lành nhân bản, đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng trao cho và ra lệnh bảo tôi kêu gọi tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng nhau thông báo cho tất cả đồng bào nhân loại khắp nơi trên quả địa cầu được biết gốc. Vì tận thế đang chuyển mình, tận thế để chuyển qua thời Thánh Đức, tận thế để nhân loại chúng ta có dịp sống hòa nhập với thế giới thiên loại. Thưa đồng bào, có súc sinh, có ác trược, có ác quỷ, có nhân loại, thì đương nhiên phải có thế giới thiên loại. Điều này không có gì ngạc nhiên, cũng không có gì phản khoa học nhân loại, và cũng như không có gì phản lại khoa học thiên loại. Bởi vì có thần, có giới, có khoa, có quá khứ, có hiện tại thì phải có tương lai. Có kiếp tới thì phải có kiếp sau, bởi vì có hiện tại. Tất cả những sự việc xảy ra đều có lý do trong cõi càn khôn. Kính thưa đồng bào quý mến, tại sao tận thế chắc chắn phải xảy ra? Bởi vì nhân loại chúng ta đang đối diện với sự hủy diệt do chính chúng ta gây ra. Chúng ta con người đã gây ra quá nhiều sự sai lầm, tổn hại đến sự sống của càn khôn. Và mỗi chúng ta đều liên hệ cùng càn khôn. Và thưa đồng bào thương mến, sức người có hạn, những ảnh hưởng tai hại mà nhân loại chúng ta gây ra và chúng ta không thể giải quyết ổn thỏa để ngăn chặn những sự hủy diệt
vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đó là lý do tại sao Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cần phải làm việc của Ngài. Để gìn giữ và ban cho chúng ta sự sống đầy ý nghĩa, tồn tại cùng càn khôn. Đó là lý do tại sao Ngài sẽ nắn quả địa cầu lại. Ngài sẽ dời nhiều quốc gia hiện tại đi đến những nơi khác trên quả địa cầu. Có nghĩa rằng là nước này sẽ dời qua nước kia sẽ dời đi chỗ khác, hoặc là sụp đổ xuống biển rồi đất trồi lên chỗ này chỗ kia. Tức là tất cả những quốc gia trên quả địa cầu sẽ có những quốc gia được dời đổi đi nơi khác trên quả địa cầu. Thí dụ như nước Phi Luật Tân và nước Việt Nam sẽ được sát nhập gần với nhau, sát bên nhau luôn, có thể là một. Và cũng như Trung Cộng và Nga Xô sẽ có nhiều phần đất sẽ sụp xuống biển và sẽ dời đi chỗ khác. Và cũng như có nhiều quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng của sự dời đổi, di chuyển, nắng lại quả địa cầu của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Để chặn đứng nguy cơ chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vì nếu chiến tranh nguyên tử xảy ra thì quả địa cầu này sẽ bị thiệt hại vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đó là lý do tại sao Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bắt buộc phải nắn quả địa cầu lại, bởi vì sự sinh tồn của quả địa cầu và liên hệ cùng càn khôn, cũng như khí hậu quả địa cầu quá tệ hại, rồi đủ thứ chuyện lộn xộn mà do con người chúng ta đã gây ra trong quá khứ và hiện tại, mà con người chúng ta đang bó tay không thể giải quyết những vấn nạn mà sức con người chúng ta không có thể giải quyết được. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta hãy mau mắn ăn năn sám hối, lập công chuộc tội bằng cách là phụ giúp tôi thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả mọi người trên quả địa cầu được biết gấp. Và đặc biệt người Việt Nam đang đóng vai lãnh đạo ở Việt Nam, hãy mau mắn sắp xếp chuẩn bị cùng đồng bào đón rước tôi về Việt Nam để làm việc. Bởi vì tôi chính đây y sư thánh giống tại thế Minh Vương Việt Nam, nhớ gấp rút, bởi vì nếu các người chậm trễ thì sau này các người sẽ đón nhận những ảnh hưởng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Bởi vì thời dụng biểu của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng sẽ không chậm trễ và sẽ không tị hiềm bất cứ một ai cả. Những kẻ nào cãi lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng thì chắc chắn sẽ đối diện với sự xử phạt đích đáng. Nói riêng về ba nhóm Việt Gian, Việt Cộng và Việt Kiều, đây là cơ hội cuối cùng và là cơ hội tốt nhất để cho các người lập công chuộc tội. Lại mau mắn ăn năn sám hối, cùng lúc tìm cách phụ giúp tôi thông báo những sấm lệnh này đến cho tất cả mỗi người trên quả địa cầu được biết gấp. Y sư thánh giống chúng tôi kính chào tạm biệt, và đặc biệt ưu ái kính chào tạm biệt tất cả mọi người Việt Nam trên quả địa cầu, và nhất là người Việt Nam
ở tại đất nước Việt Nam thân yêu rất là quý mến của chúng ta. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt. Sẽ có động đất, tsunami, nước biển dâng tới mây. Sẽ có nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ bị dẫn chìm xuống biển nước. Thiệt hại nặng nề nhất là ở vùng Đông Bắc Á Châu, Nga, Xô, Tàu, Cộng, Bắc Hàn, cũng như Nam Hàn cũng bị thiệt hại phần nào, và đồng thời Nhật Bản cũng như thế. Đây là hình ảnh đã hiện ra trên mây cảnh báo về việc động đất tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây, sắp xảy ra. Đây là hình màu gốc, đây là hình tôi làm đậm hơn để đảm bảo xem chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào mau mắn vào trang website để học hỏi về những phép lạ này. Đây là hình ảnh khuôn mặt cha trời Giêsu hiện ra trên mây cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang chuyển mình. Và chỉ có cha trời Giêsu là đứng duy nhất mới có thể cứu chúng ta mà thôi, ngoài ra không đứng nào khác. Đây là hình ảnh đậm hơn để cho những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Các bạn có thể vào trang website faceguardjesus.com xem xét học hỏi. Face God, Jesus Christ. Xem xét lên những câu là cảnh báo về tận thế đang chứng minh. Và nhiều quốc gia trên quả địa cầu sẽ được dời đổi đi nơi khác ở khắp quả địa cầu. Sẽ có nhiều quốc gia sẽ được dời đổi trên quả địa cầu. Đặc biệt, nước Việt Nam và nước Phi Luật Tân sẽ sáp nhập lại với nhau khi mà cha trời thượng đế còn đang nắm quả địa cầu lại, và sự việc đó sắp sửa xảy ra để chặn đứng chiến tranh nguyên tử để tạo thế chiến. Đó là lý do tại sao cha trời thượng đế sẽ nắm quả địa cầu lại, và đồng thời để cảnh báo cho tất cả những mình. Một lần nữa, chúng ta không được phép thờ ơ vô trách nhiệm đối với việc thông báo những xâm lược này đến cho tất cả nhân loại. Vì thế, đồng bào mau mắn vào YouTube faceguardjesus.com xem xét học hỏi về những thực tế này, rồi cùng lúc mau mắn phụ giúp tôi thông báo những tin mừng và cảnh báo vô cùng quan trọng vào thế kỷ 21 này. Một lần nữa, đây là cảnh báo khẩn cấp, tất cả những người cần được biết gấp, và người Việt Nam chúng ta có một phần thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp, vì những xâm lĩnh này đã được người Việt Nam nhận được trước. Người đó không ai khác hơn chính là Y sư. Chúng tôi đây đã nhận lãnh từ cha trời thượng đế toàn năng. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2015. Y sư Thánh Giống kính chào tạm biệt.